Chiều ngày 10 tháng 9, ngay sau lễ đón chính thức tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Hai nước chúng ta kỷ niệm 10 năm. Celebration of the 10th. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi về những thành tựu Việt Nam đạt được qua gần 40 năm đổi mới toàn diện nhằm các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam thực hiện đường lối quốc phòng 4.0. Việt Nam đánh giá cao lập trường của Hoa Kỳ, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông. Phương châm đặc thù cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Việt Nam đánh giá cao và coi trọng khẳng định của Hoa Kỳ là ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Tổng Bí thư đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự vui mừng được đến thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị đối với cá nhân Tổng thống và đoàn, đồng thời vui mừng gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh sự coi trọng đối với vai trò vị trí của Việt Nam ở khu vực, vai trò tích cực của Việt Nam trên nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự trân trọng đối với đất nước Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam về phát triển, đóng góp vào công việc quốc tế và những đóng góp, vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống Joe Biden đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, có lợi cho cả hai nước và lợi ích quốc tế chung. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị, bình đẳng, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, trao đổi sâu rộng, toàn diện và đạt kết quả tốt đẹp. Những kết quả quan trọng của cuộc hội đàm và chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Về cách thức mà hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta đã tiến hành xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, tôi trông đợi và đón chờ một chương mới trong quan hệ của hai nước chúng ta.